Hôm nay chúng ta cùng nhau vào một nội dung mới của chương trình lớp 9 là phần chương 3 hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Chúng ta vào bài đầu tiên là phương trình bậc nhất hai ẩn. Thế đây về mặt khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, chúng ta có định nghĩa như sau: Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức có dạng ax cộng by bằng c, trong đó a, b, c là các số đã biết, a khác không hoặc b khác không. Điều này đồng nghĩa việc là ab không đồng thời bằng không. Ở đây chúng ta sẽ có phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng là AX cộng BI bằng C là phương trình thứ nhất. Thì các bạn quan sát ở đây, chúng ta sẽ có phương trình bậc nhất hai ẩn. Ở ví dụ 1, chúng ta sẽ có các phương trình sau đây. 2X trừ Y bằng 1, 3X cộng 4Y bằng 0, 0X cộng 2Y bằng 4 và X cộng cho 0Y bằng 5 là những phương trình bậc nhất hai ẩn. Chúng ta sang ví dụ thứ hai ở ví dụ thứ hai chúng ta có phương trình bậc nhất, hai ẩn 2x trừ y bằng 1 và các cặp số 3, 5 và 1, 2. Thì cái cặp số 3, 5 và 1, 2 này các bạn đã biết ở bài hàm số, đây là tọa độ của một điểm trên hệ trục tọa độ oxy. Thì ở đây chúng ta đặt ra một câu hỏi như sau. Sau khi thay x bằng 3, y bằng 5 vào vế trái của phương trình, thì chúng ta sẽ được vế trái bằng 2 x 3 trừ 5 bằng 1. Nó bằng với vế phải, thì đây chúng ta sẽ suy ra được khi đó cặp số 3 năm được gọi là một nghiệm của phương trình 2x trừ y bằng 1 tương tự như vậy đối với cặp số thứ hai khi chúng ta thay vào thì chúng ta sẽ được vế trái bằng 0 nó không bằng vế phải vậy từ đây chúng ta kết luận khi đó cặp số 120 là một nghiệm của phương trình vậy từ điều này chúng ta sẽ rút được điều như sau trong mặt phẳng tọa độ Oxy mỗi nghiệm của phương trình AX cộng Bi bằng c được biểu diễn bởi một điểm nghiệm đó có dạng là x0y0 X0 được biểu diễn bởi một điểm có tọa độ là x0y0 X0 trên hệ trục tọa độ Oxy. Các bạn có thể nhìn lên trên màn hình ta có hình vẽ như sau. Nếu ta gọi điểm M có tọa độ x0y0 X0 là tọa độ của điểm M thì trên hệ trục tọa độ nó được biểu diễn như thế này và cặp số x0y0 X0 nó là một nghiệm của phương trình ax cộng bi bằng c. Chúng ta sang nội dung tiếp theo. Ở chấm hỏi 1 sách giáo khoa trên 5, chúng ta sẽ có điều như sau. Câu A, người ta yêu cầu mình kiểm tra xem cặp số 1, 1 và cặp số 0,5, 0 có là nghiệm của phương trình 2x trừ y bằng 1 hay không? Ở câu B, người ta yêu cầu mình tìm thêm một nghiệm khác của phương trình này, 2x trừ y bằng 1. Và ở chấm hỏi 2, người ta yêu cầu mình rút ra nhận xét về số nghiệm của phương trình 2x trừ y bằng 1. Thì từ cái bài này chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Các bạn quan sát trên màn hình, đối với chấm hơi 1. Việc đầu tiên chúng ta cũng làm tương tự như ví dụ hai hồi nãy, chúng ta lần lượt thay tọa độ x bằng 1 y bằng 1 vào vế trái của phương trình 2x trừ y bằng 1 thì thay vào chúng ta sẽ có được vế trái bằng vế phải chúng ta kết luận được cặp số 11 một một là một nghiệm của phương trình 1 Tương tự như vậy, chúng ta cũng làm với cặp số thứ hai là 0,50. Khi thay vào chúng ta cũng thấy được là vế trái bằng vế phải. Thì chúng ta kết luận được vậy cặp số 0,50 cũng là một nghiệm của phương trình 1. Đối với chấm hỏi 2, để tìm thêm một nghiệm của phương trình 2x trừ y bằng 1, thì các bạn thấy nè, cứ mỗi một giá trị x, nó sẽ cho mình một giá trị y tương ứng. Vậy điều này chúng ta kết luận được rằng phương trình 2x trừ y bằng 1 có vô số nghiệm và mỗi nghiệm của nó là một cặp số xy cứ một giá trị x chúng ta sẽ có một giá trị y tương ứng và nếu các bạn có thể chuyển vế con y sang vế bên tay phải con một chuyển sang vế tay trái chúng ta sẽ cũng sẽ có được cái phương trình đường thẳng y bằng 2x cộng một vậy từ đây chúng ta sẽ rút ra nhận xét như sau đối với phương trình bậc nhất hai ẩn khái niệm tập nghiệm và khái niệm phương trình tương đương nó tương tự như đối với phương trình một ẩn các bạn đã biết ở lớp 8 các quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân đã học vẫn áp dụng được để biến đổi phương trình bậc nhất hai ẩn. Chúng ta sang nội dung tiếp theo các bạn nhé, là tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. thì đối với tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, ở đây chúng ta xét cụ thể là phương trình 2x trừ y bằng 1. khi thầy chuyển vế thì thầy có được là y bằng 2x trừ 1, chuyển con y qua vế bên tay phải và con 1 qua web bên tay trái. Thì chúng ta sẽ có được cái y bằng 2x trừ 1. Ở chấm hỏi 3, chúng ta sẽ điền vào bảng sau và viết ra 6 nghiệm của phương trình thứ hai này. Thì cứ mỗi một giá trị x, ở đây thầy lấy cụ thể 6 giá trị như sau là trừ 1, 0, 0, 0 5, 1, 2 và 2,5. Cứ mỗi một giá trị x chúng ta thay vào phương trình y bằng 2 x 1 chúng ta sẽ có được các giá trị y tương ứng. Lần lượt là trừ 3, trừ 1, 0, 1, 3 và 4. Thì từ đây chúng ta sẽ có 6 nghiệm của phương trình thứ hai là cặp số thứ nhất là các bạn nhớ nha, nghiệm của nó là một cặp số x y. Các bạn sẽ lấy theo hàng dọc cứ một cặp số x thì tương ứng với y dưới dưới. Vậy cặp số đầu tiên trừ 1, trừ 3 là nghiệm thứ nhất. Cặp số thứ hai là 0 trừ 1 là nghiệm thứ hai cặp số thứ ba là 0,50 là nghiệm thứ ba nghiệm thứ tư là 11 nghiệm thứ năm là 23 và nghiệm cuối cùng là 2,54 vậy chúng ta sẽ có 6 nghiệm một cách tổng quát nếu cho x một giá trị bất kỳ thì cặp số x y, trong đó với y được tính bằng công thức là 2x 1 là một nghiệm của phương trình thứ hai nhắc lại ha với cái phương trình thứ hai là y bằng 2x 1 cứ lấy một giá trị x các bạn sẽ có được một giá trị y tương ứng thì lúc đó cặp số xy chúng ta tìm được nó là một nghiệm của phương trình thứ hai vậy thì tập nghiệm của phương trình 2 nó được viết dưới dạng như sau s bằng x chấm phẩy 2 x 1 x này là vị trí của con x và 2 x 1 này đây là vị trí của con y trong cặp số xy là một nghiệm của phương trình sao cho x thuộc r và một cách tổng quát người ta có thể được viết dưới dạng sau đây ta nói rằng phương trình thứ hai có nghiệm tổng quát là x thuộc r và y nó được tính bằng công thức là 2x 1. À, vậy thì các bạn thấy nè, nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn thì đầu tiên các bạn đưa nó về dạng phương trình đường thẳng. Sau đó các bạn chỉ cần thêm vô là x thuộc r, y được tính bằng công thức là chúng ta sẽ có được nghiệm tổng quát của nó. Trong mặt phẳng tọa độ OXY Tập hợp các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình 2 là đường thẳng y bằng 2x 1. Thì điều này chúng ta đã biết ở bài hàm số rồi. Vậy thì chúng ta sẽ biểu diễn tập nghiệm của phương trình này lên mặt phẳng tọa độ như sau. À, nó là một đường thẳng d y bằng 2x 1. Tập nghiệm của phương trình thứ hai được biểu diễn bởi đường thẳng d y bằng 2x 1. À, các bạn thấy rõ ràng như vậy ha. Hay đường thẳng d được xác định bởi phương trình 2x -1 y bằng 1. Nhưng mà thông thường thì người ta sẽ đưa cái phương trình 2 về dạng phương trình đường thẳng để nó dễ nói hơn, nó thuận hơn là chúng ta để dưới dạng là 2x trừ y bằng 1. Và thông thường để tìm nghiệm tổng quát người ta cũng đưa nó về dạng phương trình đường thẳng cho dễ làm các bạn nha. Đường thẳng D còn được gọi là đường thẳng 2x trừ y bằng 1 và được viết gọn là D 2 chấm 2x trừ y bằng 1. Nhưng mà thông thường thì người ta không biết như vậy mà người ta sẽ đưa về dạng là y bằng 2x trừ 1. Nó thuận hơn và nó dễ nhìn hơn. Nó đưa về dạng đường thẳng y bằng x cộng b cho các bạn dễ nhìn và các bạn dễ làm. Bên đây chúng ta sẽ xét với phương trình có dạng là 0x cộng 2y bằng 4. Từ đây thầy sẽ biến đổi được thành y bằng 2. Thì lúc này thầy có nghiệm tổng quát của nó là x cũng thuộc r và y bằng 2 lúc này thầy biểu diễn cái tập nghiệm của cái phương trình này lên mặt phẳng tọa độ xin nó là một đường thẳng nằm ngang và song song với trục Ox thầy xét một cái phương trình tiếp theo là 4x cộng 0y bằng 6 thì lúc này thầy biến đổi được x sẽ bằng 1,5 lúc này nghiệm tổng quát của nó các bạn thấy là nó có sự khác biệt ở phương trình thứ tư thì là y bằng 2 thì x thuộc r ở phương trình thứ năm thì x bằng 1 phần 5 thì y thuộc r tức là với y cho một giá trị bất kỳ nào thì con x nó cũng bằng 1,5 và khi chúng ta biểu diễn tập nghiệm này lên hệ trục tọa độ OSI thì chúng ta sẽ có được cái đường thẳng song song với trục tung OY là đường thẳng có tên là y bằng 1, x bằng 1,5 à, các bạn quan sát ha nếu ở đây x thuộc R y bằng 2 thì nó là một đường thẳng song song với OX. Ở trên đây nếu y thuộc R x bằng 1,5 thì là một đường thẳng song song với trục OY. Thì người ta còn có một tên gọi khác là hai cái đường thẳng này hoặc là hai hàm số này gọi là hàm hằng. Và phương trình tổng quát của nó có dạng các bạn như nhìn thấy trên màn hình rồi ha. Về mặt tổng quát thì chúng ta sẽ có một cái bảng sau đây. Ví dụ đối với phương trình bậc nhất hai ẩn ax cộng bi bằng c với a khác không, b khác không, thì chúng ta sẽ có nè nghiệm tổng quát của nó là x thuộc R, y bằng trừ a phần b nhân x cộng c phần b rồi biểu diễn lên hệ trục tọa độ là cái này. Tương tự như vậy đối với phương trình thứ hai thì chúng ta sẽ có là y thuộc R các bạn thấy nè cái nào mà nhân với không thì lúc đó là giá trị của nó là thuộc R ha x sẽ bằng c trên a đây là một đường thẳng song song với trục OI. tương tự như vậy chúng ta sẽ có được là gì x thuộc R đối với phương trình thứ ba và y nó sẽ bằng c trên b à đây các bạn nhìn thấy là là một đường thẳng song song với trục Ox nó tùy thuộc vào cái giá trị công y là âm hay dương thì chúng ta vẽ ở trên hay vẽ ở dưới các bạn nha các bạn thấy đường thẳng nó chạy lên chạy xuống không nha yeah. rồi đây là cái bảng tóm tắt tổng quát của bài uh, sách giáo khoa trang số 7 đây là một cách tóm tắt tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn phương trình đầu tiên là nó đầy đủ ab phương trình thứ hai nó khuyết con b phương trình thứ ba là nó khuyết con a bạn lưu ý giùm thầy ha tiếp theo về dạng tổng quát chúng ta có cái bảng tóm tắt sau đây. Đối với phương trình bậc nhất một ẩn thì nó là dạng này. Phương trình bậc nhất hai ẩn là nó là dạng này. Phương trình bậc nhất một ẩn là x cộng b bằng 0, hai ẩn là ax cộng b bằng c. Số nghiệm thì phương trình bậc nhất một ẩn là có một nghiệm duy nhất. Phương trình bậc nhất hai ẩn nó có vô số nghiệm. Về cấu trúc nghiệm nó là một số. Về cấu trúc nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn nó là một cặp số xy. y. Về công thức nghiệm thì nó là như thế này. Đối với phương trình bậc nhất một ẩn là x bằng trừ b trên a, đối với phương trình bậc nhất hai ẩn nó là một tập hợp nghiệm hay tập nghiệm của nó là một phương trình đường thẳng. À, những cái này này nó tóm tắt tổng quát thôi. Chúng ta có bài tập số 1 sách giáo khoa trang số 7 như sau. Người ta yêu cầu mình trong các cặp số là trừ 2, 1, 0, 2, trừ 1, 0, 1,53 và 4 3. Cặp số nào là nghiệm của các phương trình? A. 5x cộng 4y bằng 8. B. 7x cộng 5y bằng 3. Thì công việc ở đây các bạn rất là đơn giản. Các bạn cứ lấy lần lượt các cặp số này các bạn thế vào phương trình. Màu xanh là các bạn thế vô vị trí con x. Màu đỏ các bạn thế vô vị trí con y. Một cặp số các bạn nhớ nha. Luôn luôn được viết dưới dạng x trước y sau. Thì sau khi các bạn thế vô chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có đáp án sau đây các cặp số 02 và 4 3 là nghiệm của phương trình 5x cộng 4y bằng 8 các cặp số 1 0 và 4 3 là nghiệm của phương trình 3x cộng 5y bằng 3 điều này chúng ta dễ dàng làm các bạn ha chúng ta sang bài số 2 sách cho khoa trang 7 với mỗi phương trình sau nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm nghiệm tổng quát. Sau đó chúng ta biểu diễn. Để tìm nghiệm tổng quát thì các bạn lưu ý giùm thầy chúng ta sẽ đưa nó về dạng phương trình đường thẳng cho dễ làm. Thì đối với câu đầu tiên. Trước khi sang câu đáp án cho bài này thì các bạn ôm lại đây. Dạng thứ nhất là đầy đủ a với b nó sẽ ra như thế này. Dạng thứ hai khuyết con b sẽ ra như thế này và dạng thứ ba khuyết con A sẽ ra như thế này. À, nếu khuyết con B thì nó là một đường thẳng song song với trục OI. Nếu khuyết con A là một đường thẳng song song với trục OS. Còn nếu đầy đủ AB nó là một đường thẳng có dạng Y bằng AX cộng B có dạng Y bằng AX cộng B hoặc có dạng Y bằng cụ thể đây là trừ A phần B nhân X cộng C phần B. Rồi chúng ta áp dụng cho bài này. Đối với câu B thì chúng ta có nghiệm tổng quát là X thuộc R y bằng trừ 1 phần 5 x cộng 3 phần 5. Ở câu A, chúng ta sẽ có x là bằng trừ 1 phần 2 và y thuộc R. Và ở câu F, chúng ta có y bằng 5 phần 2 với x thuộc R. Đây là ba cái nghiệm tổng quát của nó ở bài số 2 trang sách giáo khoa trang 7. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn tập nghiệm của ba câu này. Ha, đầu tiên, đối với câu B, thì các bạn thấy câu B nó là một cái phương trình đường thẳng bình thường chúng ta đã biết. Chúng ta sẽ vẽ bình thường, chúng ta chọn hai điểm bất kỳ, sau đó biểu diễn hai điểm nó lên hệ trục tọa độ oxy rồi nối lại nó được phương trình đường thẳng D1. Đây các bạn quan sát trên màn hình. Phương trình đường thẳng D1 này nó sẽ cắt trục OX tại điểm có tọa độ là 30 và cắt trục OY tại điểm có tọa độ là 0 3/5. Đối với phương trình ở câu E thì chúng ta có được là là một đường thẳng song song với lại trục OI và đi qua điểm có tọa độ là trừ 1 phần 2 không. Đây các bạn quan sát trên màn hình chúng ta có D2. Đối với cỡ câu F chúng ta có phương trình đường thẳng Y bằng 5 phần 2 này là một phương trình đường thẳng song song với trục OX và đi qua điểm có tọa độ là 0,5 phần 2. Đây các bạn nhìn vô Vậy chúng ta đặt cho nó thêm một cái tên nữa đối với câu E là D2 và đối với câu F là D3. Vậy thì qua bài này các bạn nhớ dùng thầy các điều sau đây. Phương trình bậc nhất hai ẩn, đầu tiên các bạn đi tìm nghiệm tổng quát của nó bằng cách đưa nó về dạng phương trình đường thẳng Y bằng X cộng B. Nếu nó có đầy đủ A, B, C, các hệ số. Còn nếu nó khuyết con A hoặc khuyết con B thì các bạn đưa về hai dạng. Một là khuyết con B là song song với trục U, Y khuyết con a là song song với trục Ox và nhớ là sau khi các bạn đưa nó về dạng phương trình đường thẳng rồi tìm được nghiệm tổng quát rồi thì để biểu diễn tập nghiệm của cái phương trình bậc nhất hai ẩn thì chúng ta vẽ trên hệ trục tọa độ Y. một nó là đường thẳng bình thường chúng ta đã biết có dạng y bằng x cộng b hai là nó là đường thẳng song song với trục Ox hoặc song song với trục Oy bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây Hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau. Thân ái chào các bạn.